Xin chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cách chăm sóc cây hoa hồng cổ Sapa nở đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Và ngay phía đằng sau mình đây là một cây hoa hồng cổ Sapa mình đã quay cho các bạn xem ngày mùng 5 tháng 12. Và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12, tức là đã 15 ngày. Và ngày mùng 5 tháng 12 đó mình quay cho các bạn xem thì vào cái thời điểm đó thì cây hoa hồng cổ Sapa của mình đang nở rất là nhiều hoa và nó đã bắt đầu tàn rồi. Cho đến ngày hôm nay thì hoa đã thật sự là tàn hết. Và nếu như với cái mức phát triển bình thường của cây cổ Sapa, nếu như ngày mùng 5 tháng 12 nó đang nở mà mình không có những biện pháp kìm hãm thì cây hoa hồng sẽ chắc chắn không bao giờ nở đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Và đến ngày hôm nay thì cây hoa hồng cổ Sapa của mình cũng chưa có được cắt tỉa và chưa được bấm tỉa. Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn cách bấm tỉa và chăm sóc cây hoa hồng sau khi mà kìm hãm và hãm cho đúng vào cái lứa Tết. Thì rất mong tất cả các bạn khi theo dõi video mà các bạn cảm thấy hay và ý nghĩa thì đừng tiếc một like, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cây hiện trạng của mình nó như thế nào và cách chăm sóc nhé. Hiện trạng thực tế của cây hoa hồng của Sapa sau 15 ngày. Nếu như các bạn theo dõi video của mình cách đây 15 ngày thì cây hoa hồng của Sapa của mình đang nở hoa và cây rất là nhiều hoa. Nếu như các bạn chăm sóc cây hoa hồng mà ngày đó cũng nở đúng hoa giống như cây của mình, nếu như không có những cái biện pháp chăm sóc và kìm hãm cho cây hoa hồng nó ngừng cái sự phát triển lại thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ có những bông hoa hồng của Sapa nở đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Bởi vì hoa hồng của Sapa thường là nhiệt độ lạnh thì nó cũng chỉ đến khoảng 40 cho đến 45 ngày. Còn đến ngày hôm nay thì chỉ còn 42 ngày nữa là sẽ đến đúng dịp Tết Nguyên Đán. Trong khi đó cách đây tận 15 ngày nếu như chúng ta cứ chăm sóc bình thường là đến thời điểm này cây hoa hồng nó đã bật mầm, có thể là nó sẽ bật đến khoảng 5 cho đến 10cm rồi. Và chắc chắn là khi mà chúng ta chăm sóc như vậy thì cây nó sẽ nở hoa trước Tết. Và đến ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là cây hoa hồng của Sapa của mình đã tàn hết hoa và còn đúng một bông hoa, đây là bông hoa cuối cùng. Nó đang chuẩn bị nở nốt. Và tất cả những cái bông hoa mình đã quay cho các bạn xem thì nó đã tàn hết và nó đã chuyển thành quả như thế này. Nó đã chuyển hết thành quả như thế này. Và sau khoảng 15 ngày thì gần như cây hoa hồng của mình, như các bạn thấy là nó vẫn uyên si, nó gần như là không bật một chút mầm nào. Nó không bật một chút mầm nào. Đó là cái phương thức mình đã ép cho cây hoa hồng nó kìm hãm cái sự phát triển lại. Và một số các bạn hỏi mình là cây hoa hồng có thể là kích thích cây nó phát triển, đẩy nhanh cái tốc độ để cho nó nở kịp Tết hay không, hoặc là mình có thể là kìm hãm cái sự phát triển của cây hoa hồng cổ hay không. Thì xin được trả lời với các bạn là chúng ta chỉ có thể là kìm hãm cái sự phát triển của cây lại, chứ cái cách mà chúng ta để thúc đẩy cây hoa hồng cổ Sapa nó phát triển nhanh thì nó cũng không được bao nhiêu cả. Tốt nhất là chúng ta nên kìm hãm được hai cái lứa hoa đúng vào cái dịp gần Tết nhất thì chúng ta sẽ có cái lứa hoa nó chuẩn nhất vào dịp Tết. Còn như cây hoa hồng cổ Sapa của mình ở đây thì mình đã kìm hãm đến ngày hôm nay để cho cây nó không thể nào nó bật mầm được. Để mình quay cho các bạn xem một cái cây hoa hồng và dẫn chứng cho các bạn xem là cây hoa hồng nếu như chúng ta chăm sóc bình thường thì nó sẽ phát triển như thế nào nhé. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem một cái cây hoa hồng Efangat. Với cây Efangat này như các bạn đã thấy thì hoa nó vẫn đang nở và vừa mới tàn xong. Và cái cây này thì mình chăm sóc rất là tốt. Các bạn thấy là mình chăm sóc bón phân tưới nước rất là đầy đủ và hoa nở rất là đẹp, nhưng mà sau khi mà tàn hoa thì ngay lập tức nó sẽ bật rất là nhiều mầm, trong khi đó thì hoa mình vẫn chưa tàn. Với những cái cây mà các bạn chăm sóc này, kích thích này, đủ chất dinh dưỡng, bón phân đủ này, đủ chất dinh dưỡng và đủ nước thì cây hoa hồng nó sẽ phát triển rất là nhanh. Và chỉ cần các bạn cắt hoa sau chỉ khoảng một tuần thôi là nó đã có khả năng bật mầm rồi. Thế còn ví dụ như cây hoa hồng của Sapa của các bạn, nếu như các bạn vẫn cứ chăm sóc, vẫn cứ đầy đủ chất dinh dưỡng và lượng nước đầy đủ thì chúng ta không thể nào kìm hãm được cây hoa hồng, mà nó sau khi mà nó chỉ cần tàn hoa một chút thôi, nó chỉ khoảng một tuần thôi là nó sẽ bắt đầu bật mầm ngay, giống như cái cây hoa hồng này. Đây là cây hoa hồng Efangat của mình, khi mà mình chưa cắt hoa, chưa tàn thì nó đã nảy mầm ở bên trong rồi. Đây là cái hiện tượng mà nó rất đủ chất dinh dưỡng và nước thì nó có tự động nó khả năng nó bật mầm lên. Thế còn với cái cây cổ Sapa thì sau khoảng thời gian mình đã kìm hãm thì đến ngày hôm nay nó cũng chưa có thể là bật mầm được. Tiếp tục với cây hoa hồng cổ Sapa này thì mình sẽ cắt toàn bộ những cái ngọn, những cái cành mà mình đã để nó thành hình thành những cái quả như thế này. Đã hình thành tất cả những cái quả này và sau đó thì mình sẽ chăm sóc bón phân lại bình thường.
khi mà cắt tỉa xong ấy thì mình sẽ phải tiến hành tưới và bón ngay cho cây hoa hồng, bởi vì một thời gian dài rồi, 15 ngày rồi mình rất là ít tưới nước, thậm chí có một tuần mình chỉ tưới có một lần thôi, bởi vì cái chậu của mình nó là một cái chậu rất là lớn và cây vẫn đủ được cái lượng nước, nó không bị vàng lá quá nhiều mà cây nó vẫn cảm giác nó cằn cỗi. Thì trong cái thời điểm này mình phải bón thật là mạnh và tưới thật nhiều nước. Với cái những cái phân này thì mình bón trước cái thời gian mà mình đã cấm nước đó, thì cây nó vẫn gần như là phân nó khô thì nó cũng không hấp thu được. Và ở thời điểm này thì tưới nước nó rất là quan trọng. Ở miền Bắc thì đến 2 tháng này rồi không mưa một lần nào, và cái thời tiết này thì nó sẽ khô hanh, cây hoa hồng nó sẽ mất nước rất là nhanh. Thì với thời tiết này các bạn chỉ cần tưới nước mạnh thôi là cây nó cũng có khả năng bật mầm rồi. Còn những cái chất dinh dưỡng nếu như chúng ta bón tốt hơn thì cây nó sẽ cho ra mầm mập hơn. Và khi mà chúng ta bón mạnh lên thì nó sẽ bốc cây, tức là cây nó sẽ hút được và nó sẽ đẩy toàn bộ mầm ở từ những cái nách lá ra, thì cây của các bạn nó sẽ phun ra rất là nhiều những cái nụ. Sau cái thời điểm này thì cây nó sẽ rất là đẹp. Với cái thời tiết như thế này thì có thể là một ngày mình sẽ phải tưới 2 lần. Và cây càng to thì mình cần phải bổ sung nhiều nước để cho cây nó đủ hấp thu cho cái đủ cái bộ toàn bộ bộ rễ nó sẽ hút được. Và sau khi mà mình tưới xong thì mình sẽ sử dụng thêm cái phân bón humic đậu tương. Cái phân bón humic đậu tương này thì tất cả các bạn có thể là tự ngâm ủ. Chúng ta có thể sử dụng đậu tương xay ra, sau đó thì các bạn lên trên Shopee các bạn mua các cái sản phẩm ủ, sau đó chúng ta ủ cùng với cái phân đó khoảng từ 1 tuần cho đến 2 tuần là các bạn có thể tưới được cho tất cả những cây hoa hồng. Với cái loại phân này thì tùy theo cái cây của các bạn lớn hay cây bé thì các bạn có thể là bón tùy theo từng cái cây một. Ở đây mình có pha sẵn ra một cái gáo nước như này, sau đó thì mình tưới vào đó. Sau khi tưới và bón phân như thế này chỉ trong khoảng từ 5 cho đến 6 ngày thì nó sẽ bật ra rất nhiều mầm. Trong cái thời điểm đó thì mình sẽ bổ sung thêm bón những cái loại phân NPK một chút để cho cây có thêm cái sức phát triển và nó đẩy lên những cái mầm to hơn, đẹp hơn. Như mình cũng đã chia sẻ các video trước thì các bạn cũng biết rồi, mình chỉ bón một chút phân bón NPK và chỉ một lần duy nhất trong một tháng. Tiếp theo đó thì mình vẫn sẽ duy trì phân bón đậu tương, cứ một tuần mình tưới một lần. Ngoài ra mình còn bổ sung thêm cái phân gà ủ ngoài trại, mình mua ngoài trại, tức là phân gà tươi ấy, mình ủ khô sau đó thì mình lại bón trực tiếp lên trên này. Và thời điểm này thì mình sử dụng 3 loại phân này. Ngoài ra thì các bạn có thể thay thế bằng các loại phân cá, phân gà nén thì các bạn bón nó cũng tiện lợi hơn. Tiếp theo video thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cách cắt tỉa cây hoa hồng đào cổ, bởi vì rất nhiều các bạn cũng muốn tham khảo về cây hoa hồng đào cổ, cách cắt tỉa như thế nào để cho ra hoa đúng dịp Tết. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video nhé. Ở đây mình quay cụ thể cho các bạn xem một cây hoa hồng đào cổ nhé, một cây chiro đào cổ này. Bên cạnh đây của mình là một cái cây quế son, một cây chiro quế son. Cây quế son như thế này thì mình cũng không có muốn ép được nó vào cái dịp Tết nữa bởi vì rất là khó. Bây giờ tán nó đã lên và nó đang ra nụ non như thế này rồi. Bây giờ mình cắt đi thì nó vẫn ra hoa được Tết nhưng mà mình phải cắt rất là sâu. Ví dụ như cái ngọn non như thế này, mình sẽ phải cắt tít xuống tận dưới đây. Cắt xuống tận dưới này thì loại bỏ những cái ngọn non này đi thì nó mới nảy mầm ở phía dưới này lên. Còn nếu như mà bây giờ mình chỉ bấm cái ngọn non như thế này thì đến 5 đến 7 ngày nữa thì nó cũng không bật được mầm lên, thì nó cũng rất khó để ép vào dịp Tết. Nên là như cây này thì thôi, mình đành phải chấp nhận mà mình để cho nó chơi luôn cái lứa hoa này. Thì cái lứa hoa này khoảng 15 đến 20 ngày nữa là nó đã nở rồi thì không chơi được vào Tết. Thế còn ví dụ với một cái cây hoa hồng đào cổ, một cây chiro đào cổ như thế này, bên kia mình có một cây thì nó hai cây này nó giống như nhau. Ví dụ cái cây đào cổ như thế này bây giờ nó đang ra nụ hoa rồi và nở thì nó sẽ khoảng 10 ngày nữa là nó sẽ bắt đầu nở, và 10 ngày nữa các bạn cắt thì nó chỉ còn có 30 ngày thôi thì cây này nó sẽ không nở được vào Tết. Và nếu như cây này để chơi hết thì nó phải mất 15 ngày nữa. 15 ngày nữa thì hoa nó mới bắt đầu tàn hết, thì lúc đó là chắc chắn là không vào được Tết rồi. Thì với cây này hiện tại đến ngày hôm nay còn 42 ngày thì các bạn nên cắt trước đi. Còn với một số cây mà hoa của các bạn đã đồng loạt nở như thế này rồi thì các bạn có thể để đến khoảng 5 đến 6 ngày nữa các bạn cắt thì vẫn nở được vào dịp Tết, bởi vì lúc đó hoa đã tàn đồng nghĩa với cái cành mà các bạn chuẩn bị cắt đi nó đã già rồi. Khi mà các bạn cắt cành thì chỉ khoảng 1 tuần thôi là nó đã bật mầm lên rồi. Thế còn với cái cành mà nó đang có nụ non, tức là cái cành này nó còn rất là non này, khi mà các bạn cắt cái ngọn này đi thì 1 tuần nữa nó không thể bật mầm được lên, bởi vì cái ngọn này nó rất là non, nó không thể nó có khả năng nó đẩy mầm lên được. Thì chúng ta đến ngày hôm nay còn 42 ngày thì chúng ta tiến hành cắt ngay. Với cây đào cổ như thế này thì mình sẽ tiến hành cắt để cho nó tròn tán là một. Thứ hai nữa là mình sẽ bấm đồng loạt đi để cho nó kịp cái thời gian nảy mầm lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt luôn. Những cái ngọn non như thế này thì mình chỉ cần cắt khoảng từ 2 đến 3 nách lá thôi, thậm chí là 1 nách lá.
chúng ta còn sửa được lại tán các bạn nhé, không nhất thiết là cứ phải bấm sâu. Đấy, thì chúng ta bấm những cái bông mà đang có nụ như thế này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Mình tỉa như thế này. Đấy, ví dụ như cái ngọn nó rất là dài, ở đây có hai cái ngọn rất là dài. Nếu như để thì nó sẽ phá tán, thì mình sẽ cắt sâu xuống. Đấy, mình sẽ cắt như thế này. Đây các bạn thấy là cái ngọn nó rất là non. Các bạn thấy này, cái ngọn nó còn rất là non. Và ngọn non này thì nó phải mất ít nhất là từ khoảng 1 tuần đến 12 ngày thì nó mới nảy được. Còn nếu như mà bình thường ấy, những cái cành mà đã nở tàn hoa nó già ấy, thậm chí đào cổ này nó phát triển rất là nhanh. Các bạn bón tốt thì nó chỉ 5 đến 6 ngày thôi là nó đã lên mầm. Nhưng mà cái cành này non thì mình phải cắt sớm như hôm nay. Đấy, mình sẽ cắt như thế này. Đó. Đây. Là sau khi mà mình cắt thì cây nó sẽ như thế này. Ở phía bên này mình còn một cây nữa này. Các bạn nhìn này. Cây này đang bắt đầu nở. Đây là cây đào cổ này, chuẩn bị nở. Nhưng mà mình cũng phải cắt ngày hôm nay. Chúng ta chỉ cần cắt hai nách lá thôi bạn nhé. Một nách lá cũng được. Chủ yếu là chúng ta còn phải sửa lại tán, bởi vì là cây đây là cây chiro. Đó, mình sẽ tỉa như vậy. Chính xác thì giống hồng đào cổ nó rất là khó chỉnh để nó ra hoa cùng một lúc. Mà nếu như các bạn cắt tỉa nó chỉ cái khoảng thời gian mùa hè ấy, mà các bạn không đốn tỉa cành sâu ấy, thì thường ấy là nó rất nhiều cành tăm. Và sau đến khoảng thời điểm này thì cây của các bạn nó thường là sẽ ra hoa ở phía bên trong ấy, là nó sẽ không có lộc và nó sẽ không ra hoa được. Chính vì thế sau thời gian mùa hè là các bạn phải tỉa thật sâu. Sau đó thì đến thời điểm này là chúng ta chỉ chơi cái tán thôi. Còn nếu như một số các bạn mà không cắt tỉa bấm sâu sau thời gian mùa hè ấy, là nó có sẽ rất nhiều cành tăm ở phía bên trong. Và cái cành tăm đó thì nó sẽ không cho ra hoa. Chính vì thế này là cây của các bạn nó thường là nó ra hoa, nó lẻ tẻ, tức là nó không nở hoa đồng loạt. Có khi là bông này nở, nhưng mà còn những cái bông nó rất là nhỏ, bởi vì là nó nảy mầm không đều. Thì sau khoảng thời gian các bạn, thời gian mùa hè các bạn phải cắt tỉa đồng loạt đi. Bấm tỉa toàn bộ những cái cành mà tăm, cành nhỏ, cũng như là bấm sâu xuống. Thì cái tán sau khi mà thời điểm nó bật mầm lên đúng cùng một lúc ấy, thì đến thời điểm vụ chính như thế này, đến thời điểm chính vụ của cái lứa hoa Tết thì chúng ta sẽ có một cái cây hoa mà nó nở rực rỡ và tán của các bạn nó sẽ đẹp hơn. Đó là cái cách bấm tỉa đối với một số những cái cây hoa hồng đào cổ chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bấm một vài những cây hoa hồng ngoại để cắt tỉa đi. Và cũng qua video này thì hy vọng là các bạn sẽ chăm sóc những cây hoa hồng cổ thật là tốt. Ví dụ như hoa hồng cổ Sapa hoặc là hồng đào cổ mình đã chia sẻ. Mình cũng rất là vui được chia sẻ với tất cả các bạn những kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây hoa hồng. Rất mong là các bạn khi theo dõi video mà các bạn cảm thấy hay và ý nghĩa thì cũng đừng quên dành cho mình một like. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nhé.